Xin mến chào tất cả quý vị nha các bạn nha. Hôm nay thì anh Tùng với anh Dân hai người sẽ mỗi người sẽ leo một cây me để cưa. Bên đây là anh Dân nè các bạn. Bên đây là anh Tùng. Mọi người sẽ cưa một cây me nha các bạn. Cây me này cũng lâu năm lắm rồi. Gỗ rất là chắc. Bên cây me này nãy thì có một cái ổ ong. Anh chủ nhà mới bị ong chích. Đây, bên đây anh Dân. Đây, anh Tùng leo lên các bạn. Đốt rồi. Đây, ổ ong đốt rồi nè các bạn. Rồi bên đây anh Dân anh lên anh mé được một sáu nhánh rồi. Cây me này thì nhánh rất là nhiều nha các bạn. Hiện tại nó cũng đang có trái. Cái gỗ của cây me thì khá là chắc. Đây bên đây anh Dân anh mé được khá là nhiều nhánh rồi các bạn. Những cái nhánh thì xả xuống dưới sẽ có người ở dưới cưa nhỏ ra. Cái cây me bên anh Tùng thì nó lớn hơn tí, cái thân nó lớn hơn và nhánh cũng nhiều hơn. Anh Dân anh cưa khá là nhanh nha các bạn. Anh Dân cũng là một trong những người thợ lâu năm và đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề cưa cây. Rồi giờ anh Tùng anh cưa chống mấy cái nhánh. Nãy giờ là lá quá trời rồi, không thấy anh đâu hết. Thấy anh Tùng nè các bạn. Cây me thì nhánh rất là nhiều. Mình nghe cái mùi của mấy trái me nó dập các bạn. Cây me này thì trái còn sống nha các bạn. Nó chưa có khô, nó chưa có dốt. Me sống mà các bạn chấm với mắm ruốc á, ăn rất là đã. Và đặc biệt là nếu mà các bạn có cá mà mình kho lạc á, mình bỏ vô một vài trái thì cái nồi cá kho lạc của mình sẽ rất là ngon luôn. Cây bên anh Dân thì đã chống chảy khá là nhiều rồi, chỉ còn khoảng ba cái nhánh đọt nữa là xong. Hai người sẽ có hai cái cách cưa hơi khác nhau nha các bạn. Anh Dân thì anh leo từ dưới lên và anh cưa từ dưới lên. Còn anh Tùng thì sẽ chỉ mé một ít cái nhánh nhỏ dưới thôi và anh sẽ leo lên anh cưa phía trên. Anh cưa luôn phía trên, phía dưới vẫn còn nhánh. Rồi bên đây anh Dân đã hạ xong. Còn cái nhánh nhỏ xíu nữa là xong. Đây là hai cây me anh Tùng và anh Dân đang cưa. Cây bên anh Dân thì đã mé xong hết mấy cái nhánh rồi. Phía dưới thì anh Dũng đứng ở dưới để mé mấy cái nhánh cho nhỏ ra nha các bạn. Những cái đoạn nào lớn lớn thì làm củi, còn nhánh nhỏ thì sẽ bỏ lắp cái mương lại. Sau này là sẽ làm mở rộng cái đường đi. Giờ này thì có đến 4 người đang cưa, cho nên là cái tiếng máy cưa nó khá là ồn ào nha các bạn. Thường ngày cưa đông thì sẽ không có tránh khỏi cái chuyện ồn ào. 4 máy cưa chạy cùng một lúc. Đang bắt đầu hạ những cái đoạn thân khá là lớn, trong khi anh Tùng còn đang cưa những cái nhánh ở trên đọt.
thường thì cái gỗ me này nó khá là chắc nha bạn, và người ta sử dụng gỗ me làm thớt là chủ yếu. Anh Tùng anh hạ một cái nhánh me rất là lớn luôn. Thường là cái nhánh me các bạn ơi là nhánh và những cái lá chằng chịt, nếu mình cưa mình hạ xuống nó rất là dễ bị vướng lại các bạn, dễ bị mắc kẹt lại. Me của anh Văn thì đã cưa gần tới gốc rồi, khá là nhanh. Anh là một trong những người thợ cưa cũng rất là dày dặn kinh nghiệm. Rồi anh Văn bắt đầu leo xuống đất rồi các bạn ơi. Thì ở cái đoạn ngắn như vậy thì xuống đất mình cưa hạ luôn cũng được. Đoạn đó thì nó sẽ không có vướng dây điện hay là những cái cây bên dưới. Quá chừng cái me nhánh nó nhiều các bạn. Xong cái đoạn thân bên đây mà ở bển thì anh Tùng anh phải cưa mấy nhánh nó từ từ, tại vì mấy nhánh nó nằm ở trên dây điện các bạn, và nằm cũng khá là gần cái mái nhà. Thank you.
sẽ cưa ra từng đoạn theo yêu cầu của chủ nhà nha các bạn. Thì cái này là để làm củi cho nên là sẽ cưa từng đoạn khoảng 40 cm. Rồi anh Tùng anh leo xuống nha các bạn. Giờ là buộc dây kéo rồi, đứng ở dưới cưa. Giờ anh Văn anh cưa cái gốc me đó nha các bạn. Yeah.